Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay thứ ba, ngày 13 tháng 12, chúng tôi sẽ cho đến những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Huế thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch thông minh ra đời trong thời gian qua đã và đang định hình lại phương thức vận hành trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Các cấp hội nghiêm mưu đã huy động tối đa nguồn lực từ các chương trình, dự án, các mạnh thường quân để tập huấn, đào tạo nghề với mục tiêu tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn Fendica nhân chuyến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa bàn tỉnh. Fendica là tập đoàn công nghiệp công nghệ Việt Nam với định hướng phát triển bền vững và chủ động trên nền tảng sản xuất thông minh, công nghệ thông minh, vật liệu thông minh. Hiện tập đoàn mong muốn đầu tư các dự án khai thác cát, dự án đầu tư dây chuyền chế biến cát tiền Crystal Palis nhằm mở rộng diện tích và bổ sung dây chuyền chế biến cát phục vụ đầu vào cho dây chuyền sản xuất Crystal Palis hiện tại, cũng như nhu cầu nâng công suất trong tương lai. Dự án dây chuyền sản xuất Crystal Palis số 2 Fendica Huế. Dự kiến 3 dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 150 lao động và nộp ngân sách nhà nước hơn 73 tỷ đồng một năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao ý tưởng và quyết tâm mong muốn đầu tư của tập đoàn Fendica tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Thừa Thiên Huế luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có chiến lược nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với tập đoàn để hỗ trợ cũng như hướng dẫn các thủ tục liên quan, tạo các điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ cũng như sớm triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự hội thảo bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo lao động gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở quan trọng cho ngành lao động thương binh và xã hội tham mưu điều chỉnh các chính sách liên quan đến đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Hội thảo nhận được 6 tham luận của các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp bàn về nhiều vấn đề liên quan đến đào tạo lao động, trong đó tập trung phân tích về thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hiện nay trên địa bàn tỉnh, đào tạo nghề như thế nào để gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, thực trạng lao động trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động trong khu vực này. Qua những phân tích thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm tiến tới hoàn thiện khung đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, có phần thực hiện thành công nghị quyết số 17 NQTU về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung là xây dựng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo quy mô, cơ cấu, chất lượng cao dựa trên các yếu tố cơ bản là trí lực, thể lực, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp để đưa ra các giải pháp hiệu quả để mạnh việc gắn kết doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong công tác xác định ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu lao động cung ứng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn từ hội thảo này sẽ có các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp nhận lao động và đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hoặc những cơ chế phù hợp, hợp tác đồng bộ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong đào tạo nghề hiện nay. Sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nổi bật qua thực hiện kế hoạch tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an đã phát hiện hơn 7.100 trường hợp thiếu sót về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời kiến nghị khắc phục ngay gần 7.000 trường hợp, kiên quyết đình chỉ, xử phạt, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Công an các đơn vị đã tuyên truyền phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng 12 mô hình điểm tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Trên lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông, Công an tỉnh liên tục mở các đợt cao điểm ra quân, qua đó phát hiện xử lý hơn 45.000 trường hợp vi phạm, góp phần làm giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Sau khi nghe báo cáo của Công an các đơn vị địa phương, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra thực tế tại các địa bàn cơ sở về xây dựng mô hình điểm tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt cảm ơn bà con nhân dân đã luôn đồng hành sát cánh cùng lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
đồng chí đề nghị lực lượng công an cơ sở xây dựng mô hình này không chỉ dừng lại công tác phòng cháy chữa cháy mà là tổ liên gia về an ninh trật tự, để mọi người khi tắt lửa tối đen có nhau, giúp đỡ cộng đồng sức mạnh loại trừ cái xấu cái ác ra khỏi đời sống xã hội. Kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, đồng chí thứ trưởng đề nghị các chủ cơ sở phải luôn nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chính là đang bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho chính mình và khách hàng. Thưa quý vị, tình trạng ngập úng, các dự án chỉnh trang chậm tiến độ là những vấn đề cử tri quan tâm và đã đưa ra tại phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Huế. Dưới sự điều hành của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định, kỳ họp lần này đánh dấu sự tiếp tục đổi mới, tinh thần phát huy dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Huế. Sau khi nghe Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp lần thứ 5, các đại biểu tiến hành thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Một số vấn đề được thảo luận như tiến độ triển khai các dự án phát triển du lịch của tỉnh và thành phố trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2023. Tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng cho các địa phương mới sáp nhập vào thành phố, đầu tư nâng cấp các xã lên phường. Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Đại biểu Phạm Thị Ngọc Lĩnh đề cập đến vấn đề ngập úng khi mưa về tại một số tuyến đường nội thị và ven thành phố, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại và sinh hoạt của bà con nhân dân. Trả lời vấn đề này, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thái Bảo Quốc đã chỉ ra những nguyên nhân của tình trạng ngập úng trên và đưa ra một số giải pháp kiến nghị để từng bước khắc phục tình trạng này. Thì ngoài ra, để có một số cái giải pháp tổng thể trong cái thời gian đến cũng như để khắc phục những cái vị trí cụ thể, tôi cũng có một cái số kiến nghị như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải có cái tổ chức khảo sát để đánh giá cái tổng thể thực trạng hệ thống thoát nước của cái khu vực ngập úng, để từ đó có cái sự phân chia lưu vực cũng như xây dựng cái lộ trình để đầu tư cải tạo cái hệ thống thoát nước của từng cái khu vực. Thứ hai đó là ra soát lại cái tổng thể quy hoạch thoát nước chung cho toàn khu vực, để từ đó đề xuất bổ sung đầu tư các hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước hiệu quả cho các cái khu vực ngập úng. Và một cái giải pháp nữa đó là phải tăng cường cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước hiện trạng, cũng như thường xuyên duy tu và duy trì tốt cái hệ thống thoát nước này. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa chủ tọa, phiên chất vấn còn ghi nhận nhiều vấn đề cử tri quan tâm về các dự án lớn sắp đến trên địa bàn thành phố Huế, như dự án cải thiện môi trường nước, cầu đường Nguyễn Hoàng, đường Vành đai 3, tuyến dọc sông Hương, đường cầu ven biển, di dời nghĩa trang khu vực Ngư Bình còn chậm. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa du lịch, đại biểu Trần Đại Vinh chất vấn về các giải pháp cho việc bảo tồn phố cổ Bao Vinh trong bối cảnh xã Hương Vinh trở thành phường. Trả lời vấn đề này, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Nguyễn Ích Huấn đã thông tin thêm về hiện trạng của phố cổ Bao Vinh và những giải pháp của thành phố để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mà phố cổ Bao Vinh đang lưu giữ. Thì hiện nay thành phố cũng đã tiến hành một số các cái công việc như sau. Thứ nhất là thành phố cũng đã phối hợp với cái đơn vị tư vấn để mà nghiên cứu lập cái đồ án quy hoạch phân khu cho phường, toàn bộ phường Hương Vinh. Thì trong cái ý tưởng mà quy hoạch này thì cũng đã có một số các cái thông tin khá chi tiết, trong đó có cái nội dung chính là sẽ trong tương lai đây là một ý tưởng sẽ tái tạo lại các cái hoạt động giao thương trước đây của phố cổ Bao Vinh. Và một số cái dự án nhỏ đang thực hiện và sẽ thực hiện trong thời gian tới tại phố cổ Bao Vinh. Ví dụ là cái dự án nâng cấp mặt đường và hệ thống cái thoát nước các cái tuyến xóm phố cổ Bao Vinh, thì hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thống nhất cái chủ trương để thực hiện cái dự án nhỏ này. Trước khi bế mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật thay mặt chính quyền ghi nhận những ý kiến của các đại biểu và làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, của các cấp các ngành, tiếp tục duy trì tạo sự ổn định của thành phố, quốc phòng an ninh được giữ vững, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Các giải pháp cụ thể nêu ra được các cơ quan, ban ngành, địa phương ở Thừa Thiên Huế tiếp thu thận trọng và ghi nhận. Với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua 7 nghị quyết quan trọng theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm cụ thể hóa các nghị quyết để triển khai thực hiện, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân đã chất vấn, những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân thành phố và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp sau. Trước những thời cơ vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm xây dựng Huế xứng đáng là thành phố di sản, văn hóa, du lịch, đặc sắc, trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ của khu vực và cả nước, xứng tâm đô thị hạt nhân, là động lực phát triển, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu khi mà công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng phổ biến trong mọi mặt của đời sống. Là địa phương trọng điểm về du lịch, đồng thời cũng là hình mẫu trong quá trình chuyển đổi số nói chung của cả nước, Thừa Thiên Huế cũng đã có những định hướng, xây dựng chính sách và các giải pháp cụ thể. Nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch thông minh ra đời trong thời gian qua đã và đang định hình lại phương thức vận hành trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Đây là ứng dụng thuyết minh tự động Audio Guide tại các điểm di tích Huế được Vietsopro liên kết với Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế triển khai. Với việc sử dụng thuyết minh 12 ngôn ngữ khác nhau, giúp du khách tiện ích trong việc tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và di sản Huế, tăng cơ hội trải nghiệm, khám phá điểm đến. Tôi từng được sử dụng Audio Guide ở một số nước, nhưng ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thuyết minh tự động tại di tích Đền Huế. Thật là thuận tiện khi chúng tôi muốn được tự khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu thông tin về lịch sử văn hóa tại di tích này. Đến nay, một số đơn vị doanh nghiệp đã bắt đầu tiếp cận với một số công nghệ để tăng trải nghiệm cho du khách, đa dạng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách. Điển hình như trải nghiệm thực tế ảo đi tìm hoàng cung đã mất tại Đại Nội bằng công nghệ thực tế ảo VR360, sử dụng mã QR code qua ứng dụng VNGuide vào trải nghiệm tham quan tại các bảo tàng, các điểm tham quan di tích. Qua đó cho thấy sự quan tâm của tỉnh, ngành du lịch trong việc phát triển du lịch thông minh, cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất đến du khách thông qua việc sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Ngành du lịch cũng chủ trọng quảng bá hình ảnh điểm đến và tương tác tự động với du khách trực tuyến qua hệ thống tài khoản có tích danh Visit Huế trên mạng xã hội như fanpage Visit Huế, TikTok, Zalo, liên kết với các trang mạng du lịch lớn uy tín như Traveloka, ivvu.com, fayfay.com. Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang nỗ lực trong việc đầu tư phát triển du lịch thông minh, thực hiện chuyển đổi số. Ngành du lịch cũng đã thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch của các cấp ban ngành, từ chính phủ đến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các chủ trương, chính sách cũng như là các đề án rồi các kế hoạch liên quan đến vấn đề chuyển đổi số. Trước hết là chúng tôi đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến cơ sở lưu trú, đến các hoạt động của lữ hành, hướng dẫn viên, các điểm đến du lịch, cũng đã có một số cái sản phẩm liên quan đến du lịch thông minh. Ngoài ra thì ngành du lịch cũng triển khai công tác truyền thông quảng bá khá hiệu quả trên nền tảng số. Đến nay, ngành du lịch đã hoàn thiện bộ chuẩn hóa nội dung số, giới thiệu 35 điểm đến du lịch tiêu biểu của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu liên quan đến các chủ đề Huế kinh đô ảo dài, Huế kinh đô ẩm thực. Nhiều hoạt động của du khách đều diễn ra trong môi trường số, từ đặt vé phương tiện vận chuyển, các tour dịch vụ. Xu hướng trải nghiệm sản phẩm du lịch thông minh cũng được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện chuyển đổi số còn một số khó khăn do kinh phí hạn chế nên chưa hoàn chỉnh một số sản phẩm du lịch thông minh. Một số doanh nghiệp chưa triển khai đồng bộ phần mềm quản lý về lưu trú, cũng như cả hoạt động du lịch. Để đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành du lịch cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với xu thế mới. Ngành du lịch đang xây dựng để đăng ký Ủy ban tỉnh phê duyệt đề án về truyền thông quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế từ đây đến 2025 và tầm nhìn đến 2030. Và đặc biệt là có những cái chương trình truyền thông trên một số kênh trực tuyến của quốc tế, đó là sẽ tổ chức số chương trình tập huấn đào tạo liên quan đến chuyển đổi số trong du lịch. Chúng tôi sẽ kêu gọi và vận động một số doanh nghiệp về công nghệ, về chuyển đổi số. Họ sẽ có những hoạt động phối hợp với ngành du lịch Thừa Thiên Huế hoặc là đồng hành, hỗ trợ cho một số chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đang đề nghị Tổng cục Du lịch
báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để có sự liên thông với Bộ Công an trong vấn đề mà quản lý thông tin dữ liệu liên quan đến lưu trú và quản lý khách quốc tế khi đến Việt Nam, để có thể là giúp ích cho việc phân tích thị trường khách đến cũng như hình thành những cái hoạt động marketing đối với các thị trường phù hợp. Để thực hiện việc chuyển đổi số, ngành du lịch đang tiếp tục triển khai các đề án liên quan đến chuyển đổi số của tỉnh, của ngành, liên kết một số đối tác giới thiệu cho các doanh nghiệp cơ sở lưu trú để sử dụng phần mềm quản lý lưu trú, tích hợp quảng bá trực tuyến trên hệ thống trang mạng xã hội. Các đơn vị doanh nghiệp cần chủ động sáng tạo, tiếp cận công nghệ mới, chuyển đổi cách thức hoạt động và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, tận dụng cơ hội chuyển đổi số một cách hiệu quả. Thưa quý vị, vận động viên bắn cung Nguyễn Thị Thanh Nhi của Thừa Thiên Huế đã tạo nên địa chấn tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 với thành tích 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, phá 2 kỷ lục quốc gia. Đây là thành tích cá nhân tiêu biểu nổi bật nhất của Đại hội cho đến thời điểm này. Đến hôm nay, đoàn thể thao Thừa Thiên Huế đã giành được 25 huy chương các loại, 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, xếp thứ 12 trên 65 tỉnh thành ngành tham dự đại hội. Tiếp tục với những thông tin khác, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tổ chức tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ 4 tỉnh thành: Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế. Khóa tập huấn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12, tập trung làm rõ 3 nội dung gồm kiến thức về bảo vệ giới và hội nhập, hỗ trợ tâm lý và nội dung kỹ thuật về truyền thông và cách viết báo cáo, qua đó góp phần nâng cao năng lực cán bộ Hội Chữ thập đỏ 5 tỉnh thành phố. Trong tháng 9 và 10 năm 2022, các tỉnh miền Trung phải hứng chịu các cơn bão số 4, số 5 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng trải dài từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiến hành triển khai thực hiện chương trình cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam. Với các hoạt động chính bao gồm cấp phát tiền mặt đa mục đích, sửa chữa nhà ở, truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ giới. Khóa tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ là một trong các hoạt động chính của dự án. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức tập huấn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn cho lãnh đạo các xã, thị trấn và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được chia sẻ những thông tin về chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn, kỹ năng và thương mại điện tử, hướng dẫn các kỹ năng vận hành và quản lý trên sàn Postmas, quy trình bán hàng, cách đăng ký tài khoản, cách người bán đưa sản phẩm lên sàn Postmas và cách mua hàng trên đó. Tham gia bán hàng trên sàn Postmas giúp hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp có thêm kênh bán hàng thông minh, nhiều tiện ích, tiếp cận được đối tượng tiêu dùng rộng lớn hơn, được cung cấp miễn phí toàn bộ các phần mềm quản lý kho hàng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng. Đặc biệt, được miễn phí toàn bộ các loại phí cũng như xây dựng các chương trình truyền thông, quảng cáo, hình ảnh thương hiệu sản phẩm cho các nhà cung cấp. Sau buổi tập huấn, tổ công nghệ cộng đồng sẽ hỗ trợ lãnh đạo các cấp, hướng dẫn bà con nông dân tiếp cận với phương thức mới trong việc tiêu thụ nông sản địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn của huyện Nam Đông và của cả tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và hướng dẫn xây dựng thiết bị số cấp tiểu học cho các giáo viên tiểu học trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ 4.0 để thiết kế thiết bị dạy học số, về thống kê và xác suất nhằm phục vụ dạy học môn toán ở trường phổ thông. Lớp tập huấn lần này nhằm giúp các giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, khuyến khích phong trào thiết kế sáng tạo tự làm thiết bị dạy học số trong giáo viên để bổ sung, khắc phục những khó khăn về thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Dự án Dự trữ Carbon và Bảo tồn Đa dạng sinh học tổ chức hội nghị tuyên truyền việc thực hiện không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn. Trong những năm qua, các cấp các ngành địa phương của tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm đưa pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học vào cuộc sống, nhất là đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về nhiều mặt. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 28 ngày 11 tháng 8 năm 2021 về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Bên cạnh nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị hướng dẫn số 28, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được phổ biến chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Chỉ thị số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ các loài chim trời. Trong phần đánh giá công tác thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, hội nghị đã nhận được các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền của các đơn vị, từ đó đúc rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian đến, thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn. Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế phối hợp với Câu lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động và hướng dẫn cho bà con các hộ đồng bào dân tộc tại các xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc triển khai dạng trồng cây bản địa. Theo đó, dạng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như trang bị kiến thức kỹ năng về thu hái, gieo tạo cây con, trồng cây bản địa cho người dân địa phương có thể tổ chức thu hái, gieo tạo cây con và trồng sau khi dạng kết thúc. Trồng rừng theo hướng bền vững với diện tích 7 hecta đại cây xanh bao quanh rừng trồng keo, ven khe suối bằng các loài cây bản địa, lim xanh, huỳnh, sến, ươi, trám, bơi lời. Hoạt động còn tạo mô hình trình diễn để nhân rộng trên địa bàn với phương pháp sử dụng kiến thức bản địa để bảo tồn nguồn gen các loài cây bản địa. Đồng thời vừa tạo đai xanh phòng cháy rừng trồng, phân định ranh giới cụ thể giữa các khu rừng nhằm hạn chế tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất rừng. Qua đó tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân từ việc sản xuất cây con bản địa, góp phần phục hồi hệ sinh thái, hưởng ứng tích cực chương trình 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngoài ra, mô hình vườn ươm cây giống bản địa tại chỗ của đồng bào dân tộc tại bản Phúc Lộc sẽ được mở rộng và phát triển trong thời gian tới với quy mô và đa dạng loài nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống bản địa cho các hộ trồng rừng trong xã và cung cấp cho các vùng lân cận để trồng rừng bản địa và làm giàu rừng. Những khó khăn về kinh tế cùng những tác động của thiên tai dịch bệnh đã và đang tạo áp lực cho công tác an sinh xã hội nói chung, trong đó có việc chăm lo đời sống cho người khuyết tật. Hiểu được điều đó, thời gian qua, các cấp hội nghiệp vụ đã huy động tối đa nguồn lực từ các chương trình, dự án, các mạnh thường quân để tập huấn, đào tạo nghề với mục tiêu tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên hiện nay cuộc sống của hội viên nghiệp vụ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nắm bắt được điều đó, lãnh đạo hội đã chủ động quan hệ, tìm đến với các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, tranh thủ các suất quà để góp phần làm cho đời sống hội viên đỡ bớt khó khăn. Trong năm 2022 này đã tặng 24,2 nghìn suất quà với trị giá gần 8 tỷ đồng. Mới đây nhất là 500 suất quà từ Saco Travel, thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng cho hội viên người mù toàn tỉnh. Mỗi suất quà sẽ đảm bảo cho họ đón Tết dương lịch yên vui. Không chỉ thế, đây là nguồn động viên đối với người mù khi họ không bị bỏ lại sau lưng. Dạ rất là vui. Dạ rất là vui và rất là mừng đó. Cứ nghĩ ra mình sẽ có quà chế cho thầy có đỡ ra như được cái kinh tế cũng có đỡ ra một chút đó. Dạ. Nghe mà mỗi lần nghe nhìn qua là mừng lắm. À, chúng tôi may mắn và hạnh phúc quá là có được đôi mắt sáng và có được đi trên đôi chân của mình, cũng thấy rất là thương. À, cũng những người đã cái may mắn là không có được đôi mắt sáng và không có được đôi chân để mình tự đi lại. Cho nên vì chỗ đó là tình thương mến thương, cho nên chúng tôi cũng gửi đến cho bà con xứ Huế, bốn tỉnh miền Trung, mỗi nơi một chút quà nhỏ nhỏ với tấm lòng thành của chúng tôi. Cũng mong rằng xin được gửi lời đến tất cả bà con, nguyện cầu ơn trời gia hộ tất cả được bình an, hạnh phúc. Đối với các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, thì công việc hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khuyết tật có điều kiện vươn lên luôn là mong muốn của họ. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn mở lớp đào tạo nghề cho người mù như đang đầu tư, chăn nuôi, trồng trọt, cấp vốn và mạnh dạn thu mua sản phẩm từ người mù. Và những suất quà sẻ chia được gói ghém cẩn thận mang từ miền Nam ra đến tận miền Trung chia sẻ với đồng bào, những người đang khó khăn trong cuộc sống. Đó là những tín hiệu vui giúp cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Ngoài nỗ lực của bản thân và hội thì sự chung tay của xã hội là động lực để người khuyết tật vươn lên. Tạo việc làm tại các cấp hội. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm thì hội luôn xin quan tâm tạo điều kiện bằng các mối quan hệ thông qua các sở ban ngành, các tổ chức để tranh thủ các nguồn lực vận động kinh phí hỗ trợ cho người mù tại cộng đồng. Thường xuyên bám sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên để kịp thời động viên và hỗ trợ nguồn vốn, con giống để hội viên có điều kiện tăng gia sản xuất, từng bước ổn định công việc và tăng thêm nguồn thu nhập. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai,
Trong năm 2022 này, Hội Người mù Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động thiết thực, mở các lớp dạy nghề và cấp vốn cho hội viên để ổn định công việc. Bên cạnh đó là tranh thủ các nguồn lực từ xã hội, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Do đó, cuộc sống của hội viên ngày càng ổn định, tin tưởng hơn vào tổ chức hội. Họ vững tin khi bên mình luôn có sự đồng hành của toàn xã hội. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.